thức mắt, nhãn thức, thức tai, nhĩ thức, thức mũi, tỷ thức, thức lưỡi, thiệt thức, thức thân, thần thức, cùng thức thứ 6, thức thứ 7 và thức thứ 8. Đặc trường hợp các thức của bệnh nhân lúc bấy giờ đều đã phân tán, bệnh nhân đang hấp hối, sắp chút hơi thở cuối cùng, thì hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch và lớn tiếng tụng kinh. Trong 7 ngày, ngày nào cũng đều lớn tiếng đọc tụng kinh điển cho người bệnh nghe. Được như thế thì sau khi người đó mạng chung, thì các tội nặng từ đời trước cho đến 5 tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn. Sau khi người bệnh này chết thì hết thảy tai ương, hết thảy tai nạn bởi trọng tội trong đời trước của người ấy, thậm chí cả 5 tội ác tày trời đáng phải đọa địa ngục vô gián cũng đều được tiêu tan. Người ấy vĩnh viễn được giải thoát. Chẳng những thế, người ấy thọ sanh nơi nào cũng thường nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, thiện nữ tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác đắp vẽ, hoặc là trả tiền để mướn người giúp mình đắp vẽ tượng của Bồ Tát, thì quả báo thọ nhận tất được lợi ích lớn. Quả báo công đức mà người ấy thu hoạch được thì vô cùng to lớn. Vì thế phổ quả, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, kinh Địa Tạng, cho đến chỉ trong một niệm tán thán kinh này hoặc tỏ lòng cung kính đối với kinh, thì ông phải dùng 100.000 phương tiện khuyến hóa người đó, phát lòng siêng năng tinh tấn dõng mãnh, chứ đừng thối thất, thì sẽ được 100.000 vạn ức công đức không thể nghĩ bàn ở đời hiện tại và vị lai. Kinh văn: Lại nữa này phổ quảng, như những chúng sanh ở đời vị lai, hoặc trong mộng trong mị, trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc dầu dĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt. Đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, quyến thuộc từ một đời, 10 đời, 100 đời, 2.000 đời trong quá khứ, còn đang bị đọa lạc trong ác đạo chưa được ra khỏi, lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước, khiến làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi ác đạo. Này phổ quảng, ông nên dùng thần lực khiến hàng quyến thuộc đó đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát trí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến hoặc 7 biến. Như vậy kẻ quyến thuộc đang ở trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong, sẽ được giải thoát cho đến trong mộng trong mị không thấy hiện vẻ nữa. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà bảo rằng: Lại nữa này Phổ Quảng, như những chúng sanh ở đời vị lai, hoặc trong mộng trong mị. Mộng là giấc mộng xảy đến khi chúng ta ngủ say rồi, còn mị là lúc chúng ta mới chập chờn, chưa thực sự đi vào giấc ngủ. Không phải là tỉnh hẳn, cũng không phải là ngủ hẳn thì gọi là mị. Nếu hoàn toàn tỉnh táo thì gọi là ngộ, thức tỉnh ngủ, chứ không phải là mị. Giả mị tức là lúc mắt nhắm lại lim dim sắp ngủ. Mộng thì có rất nhiều loại. Một, giấc mộng do tập khí vô minh, vô minh tập khí mộng, bởi vô minh nên có thói quen hồ đồ, rồi vì thế mà những việc thấy trong mộng cũng lộn xộn, không mạch lạc rõ ràng, đến khi ngủ dậy thì chẳng còn nhớ gì cả. Hai, giấc mộng báo trước việc lành hay dữ, thiện ác tiên trưng mộng, cũng gọi là giấc mộng dự đoán việc may hoặc rủi, kiết hung dự cáo mộng. Đây là loại mộng báo điểm, mách cho người nằm mộng biết trước là sẽ có chuyện tốt hay xấu, lành hay dữ, may hay rủi sắp xảy ra. Có lần Hư Vân lão hòa thượng mộng thấy Đức Lục Tổ dạy rằng: Ông hãy trở về đi, hãy về bên đó làm một vài công việc. Lão hòa thượng nghe nói như thế thì cứ đinh ninh là mình sắp chết tới nơi rồi, cho nên Lục Tổ mới bảo trở về. Về sau mới vỡ lẽ là Lục Tổ dặn ngài đến Nam Hòa Tự để tu bổ chùa chiền. Đây là thuộc loại mộng báo điểm lành, sự việc chưa xảy ra, sau ngài Hư Vân được Đức Lục Tổ báo mộng mách bảo cho biết trước. Có người mộng thấy được mách bảo rằng: Anh cần phải cẩn thận một chút, coi chừng ngày mai bị đụng xe mà chết đấy. Anh ta chẳng tin, thế nhưng ngày hôm sau quả nhiên anh ta bị đụng xe mà chết thật. Đây gọi là kiết hung tiên trưng mộng, hoặc thiện ác tiên trưng mộng, tức là giấc mộng báo trước việc may rủi lành dữ sắp xảy ra. 3. Giấc mộng do tứ đại chênh lệch. Tứ đại thiên tăng mộng, tứ đại là địa, đất, thủy, nước, hỏa, lửa, phong, gió. Theo các sách y học của Trung Hoa thì có 440 chứng bệnh và 880 phương thuốc để chữa trị.
Kỳ thật con người có tới 8 vạn 4 ngàn chứng bệnh, cho nên Đức Phật mới nói ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn để đối trị 8 vạn 4 ngàn chứng bệnh đó. Khi tứ đại địa thủy hỏa phong chênh lệch tăng giảm không đồng nhau thì cơ thể sẽ sanh bệnh. Chẳng hạn nếu địa nhiều, địa thuộc về thổ thì xung khắc với thủy thế là sanh bệnh, hỏa nhiều thì khắc với thủy thế cũng là sanh bệnh, phong nhiều thì khắc địa thế là cũng sanh bệnh. Những loại bệnh này được gọi là tứ đại thiên tăng bệnh, bệnh do tứ đại chênh lệch, hoặc tứ đại bất điều bệnh, bệnh do tứ đại không điều hòa. Người bị bệnh do tứ đại mất quân bình cũng có thể nằm mộng, và đó gọi là giấc mộng do tứ đại chênh lệch. 4. Giấc mộng tìm gặp bạn cũ, tầm hữu cửu thời mộng. Thế nào gọi là giấc mộng tìm gặp bạn cũ? Thí dụ trước kia quý vị có quen một người nào đó, xong đã lâu rồi không gặp mặt. Đến lúc trên bao thấy người đó tới chơi thì tay bắt mặt mừng rất là vui vẻ. Nhưng sau khi tỉnh giấc mới vỡ lẽ ra tất cả đều là giả, đó gọi là giấc mộng tìm gặp bạn cũ. Vậy trên đây là nói về một vài loại mộng. Như vậy nếu có người nào trong mộng trong mị hoặc trong lúc mơ màng sắp ngủ trông thấy các quỷ thần cùng các hình bóng khác, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc dầu dĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt, các quỷ thần này hiện ra với đủ thứ hình tướng kỳ dị, mặt xanh tóc đỏ, miệng to, răng nanh dài như ngà voi chìa ra khỏi miệng. Ngoài ra trong cơn mộng mị, người này còn trông thấy vô số hình bóng ma quái đáng sợ khác hiện ra. Và khi vừa trông thấy người này thì các bóng ma ấy liền òa khóc tức tưởi, nước mắt nước mũi đầm đìa. Các bóng ma đó dáng điệu rất thiểu não, vừa nhìn là thấy ngay vẻ u ám ủ rột, dầu dĩ không vui và khiến cho người khác vô cùng kinh hãi. Có bóng ma lại cứ thở dài não ruột: ôi chao, than ôi, ôi, đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời, hai ngàn đời trong quá khứ. Những quỷ thần hoặc hình bóng lạ mà quý vị thường gặp trong mộng hoặc trong mị có thể là cha mẹ của quý vị trong các đời trước. Cho nên quý vị phải xem tất cả chúng sanh như là cha mẹ của mình trong đời quá khứ và là chư Phật trong đời vị lai. Và chính vì thế, quý vị cần phải chu toàn hiếu đạo, chớ nên quấy nhiễu não loạn chúng sanh. Như vậy, trong mộng hoặc trong mị, quý vị có thể thấy vong linh của cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng hoặc thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời trước còn đang bị đọa lạc trong ác đạo, chưa được ra khỏi. Vì đã chót gây ra tội lỗi nên họ bị đọa vào các ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và cho đến nay vẫn chưa được thoát ra. Thêm vào đó, họ lại không trông mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt. Các vong linh này lại chẳng có nơi nào để bám víu với hy vọng là sẽ có người lo tụng kinh và làm việc công đức để giúp cho họ được siêu độ, nên mới mách bảo với kẻ có tình cốt nhục trong đời trước, khiến làm phương tiện hầu mong được thoát khỏi ác đạo. Theo Phật giáo, tại sao lại có lệ tụng kinh cho người đã quá vãng và ngay cả người còn sống? Bởi vì trong kinh Địa Tạng dạy như thế, phước lực ở đây tức là công đức tụng kinh. Thế thì vì những vong linh đó không có nơi nào để kỳ vọng là mình sẽ được cứu vớt, nên họ bèn báo mộng nói cho những kẻ có tình cốt nhục với họ từ đời trước được biết, cầu mong rằng những người ấy sẽ vì họ mà dùng nhiều phương tiện để làm việc công đức, giúp họ thoát khỏi các ác đạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi: này Phổ Quảng, ông nên dùng thần lực, sức thần thông, khiến hàng quyến thuộc đó đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát trí tâm tự đọc kinh này. Ông hãy làm cho thân nhân đời trước của các vong linh đó đem lòng trí thành khẩn thiết mà tự đọc tụng kinh Địa Tạng hoặc thỉnh người khác đọc. Nếu hàng quyến thuộc vì lý do nào đó nên không thể tự đọc tụng được, thì họ có thể bỏ tiền ra nhờ người khác tụng kinh Địa Tạng giúp cho vong linh. Bất luận là ai, người đó đều phải tụng đủ 3 biến hoặc 7 biến. 3 và 7 đều là số dương. Những số 1, 3, 5, 7, 9 đều thuộc dương và là số lẻ. Còn những số 2, 4, 6, 8 thì thuộc về âm và là số chẵn. Số dương là biểu hiện của sự phá trừ nghiệp tội địa ngục. Như vậy, kẻ quyến thuộc đang ở trong ác đạo kia, khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó xong sẽ được giải thoát, cho đến trong mộng trong mị không thấy hiện về nữa. Khi tụng xong kinh Địa Tạng đủ số 3 biến hoặc 7 biến, tiếng tụng kinh vừa dứt
thì những vong linh quyến thuộc đang trầm luân trong ác đạo kia cũng đều được giải thoát, và trong mộng lẫn trong mị, quý vị đều vĩnh viễn không còn thấy họ hiện về như thế nữa. Kinh văn: Lại nữa này Phổ Quảng, như đời sau có những hạng người hạ tiện, hoặc tớ trai hoặc tớ gái, cho đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do túc nghiệp cần phải sám hối, bèn trí tâm chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong một ngày cho tới 7 ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 biến. Những người như thế sau khi mãn báo thân này, trong ngàn vạn đời về sau thường sanh vào nhà tôn quý, không phải trải qua nỗi khổ nơi ba đường ác nữa. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi Bồ Tát Phổ Quảng: Lại nữa này Phổ Quảng, như đời sau có những hạng người hạ tiện đều là con người với nhau, tại sao lại có người tôn quý, có người hạ tiện? Do nguyên nhân gì mà người này thì tôn quý, người kia lại hạ tiện? Có 5 con đường dẫn tới quả báo hạ tiện, đó là: 1. Kiêu mạn. Kiêu mạn thì kiêu mạn đối với người ngoài là chuyện thường tình, hầu như ai cũng mắc phải. Song ở đây là nói về sự kiêu mạn đối với cha mẹ của mình, không biết kính trọng cha mẹ. 2. Cang cường. Cang cường tức là cứng đầu bướng bỉnh. Chúng sanh có thói cang cường là những kẻ thiếu lòng thành kính, không kính trọng các bậc sư trưởng, không kính trọng sư phụ. Mặc dù các bậc sư trưởng nhọc lòng dạy dỗ, song vẫn không chịu vâng lời. 3. Phóng dật. Phóng dật tức là buông tuồng, không tuân giữ quy củ phép tắc. Có nhiều người chẳng những sống phóng dật, không giữ quy củ phép tắc, lại còn không cung kính cả tam bảo nữa. Đây là nhân duyên thứ 3 khiến người ta phải sanh vào hàng hạ tiện. Hạ tiện thấp hèn thường đi đôi với sự nghèo nàn túng thiếu. Nếu giàu có thì không hạ tiện, vì nghèo nên mới hạ tiện. Cho nên người ta thường nói là bần cùng hạ tiện. 4. Trộm cắp, thâu đạo. Nguyên nhân thứ 4 là đời trước thường hay trộm cắp. Có hạng người chuyên lấy việc trộm cắp làm kế sinh nhai, hết tiền thì đi ăn trộm ăn cướp, cướp tiền bạc hoặc cướp đồ đạc của cải châu báu của người khác đem đi bán. Bán được bao nhiêu tiền thì cũng chỉ tiêu xài trong một thời gian ngắn là hết. Họ không làm một công việc gì cả, hàng ngày chỉ rượu chè say sưa, chơi bời lêu lỏng, cờ giang bạc lận, nhậu nhẹt hút sách. Tiêu xài sạch túi rồi thì lại đi cướp nữa, không cần phải làm gì cả. Và họ cứ lấy việc trộm cắp để duy trì cuộc sống như thế. 5. Mắc nợ, phụ trái. Còn nhân tố thứ 5 dẫn tới quả báo hạ tiện là gì? Là mắc nợ, mượn tiền của người ta rồi trốn tránh không chịu trả. Không cần nhiều, cho dù chỉ nợ nần 1 đồng bạc, chúng ta cũng không được thiếu. Tiền bạc là giả tạm, song có thể được dùng để làm những việc chân thật, thiết thực và hữu ích. Do đó, chúng ta không nên hoang phí hoặc chi tiêu bừa bãi. Ví dụ quý vị mượn tiền của người khác rồi không muốn trả, bèn lánh sang nơi khác để trốn nợ, và cho rằng hành động như thế là khôn ngoan, có lợi cho mình, thật ra không có lợi chút nào cả. Bởi quý vị cụt tiền của thiên hạ, thì sau này chính mình phải chịu quả báo bần cùng hạ tiện. Trên đây là 5 nhân duyên dẫn tới quả báo làm người hạ tiện, hoặc tớ trai hoặc tớ gái, cho đến những kẻ không được quyền tự do. Không được quyền tự do có nghĩa là cái thân thể này của mình bị lệ thuộc, mình là kẻ nô lệ và phải nghe theo sự sai khiến của chủ nhân, không được tùy tiện muốn đi đâu thì đi hoặc muốn làm gì thì làm nữa. Rõ biết là do túc nghiệp cần phải sám hối, những người mà hiện đời phải thuộc hàng hạ tiện, bị mất tự do hoặc phải đem thân làm nô tỳ tô tớ cho kẻ khác, đều là do đời trước họ đã gây ra nghiệp tội rất lớn, rất nặng. Vì vậy bây giờ họ cần phải thành tâm, ăn năn, hối cải. Họ có thể lạy sám đại bi, sám tịnh độ hoặc các loại sám khác để sám hối các tội lỗi của mình. Tại sao hàng ngày chúng ta đều lạy sám đại bi? Bởi chúng ta cũng không biết rõ được đời trước mình đã gây ra bao nhiêu nghiệp tội, cho nên lúc nào cũng phải sám hối hết thảy mọi tội lỗi. Bèn trí tâm chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, rồi trong một ngày cho tới 7 ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 biến. Các chúng sanh khốn khổ đó nhờ biết lỗi nên đem lòng thành khẩn thiết tha mà chiêm ngưỡng lễ lại hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, và trong suốt quãng thời gian từ 1 ngày cho đến 7 ngày chuyên tâm chỉ niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát được đủ 10.000 biến. Thì những người như thế sau khi mãn báo thân này, trong ngàn vạn đời về sau thường sanh vào nhà tôn quý, chẳng phải chịu đựng bao nỗi thống khổ trong 3 ác đạo nữa.
Bần cùng hạ tiện có 5 nguyên nhân thì giàu sang tôn quý cũng có 5 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bố thí cúng dường rộng khắp, ban phát ân huệ cho muôn loài. Đồng thời đối với người nào cũng bố thí với tâm từ bi bao la rộng lớn. Thứ hai là cung kính cha mẹ, sư trưởng. Chúng ta không được nói những lời phụ bạc như cha tôi sanh ra tôi làm gì, tôi căm ghét ông ấy. Cũng không được mắng chửi trách móc cha mẹ, tại sao tôi lại sinh ra trong gia đình này, thật là khốn nạn mà. Ngoài ra chúng ta cũng không nên có lòng hờn oán hoặc bất mãn đối với những bậc thầy của mình, như nói ông thầy này thật quá đáng, ông cấm đoán tôi đủ thứ, chẳng còn cái gì gọi là tự do cả, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nghe theo ông, thật là bất công. Trước mặt thầy thì răm rắp cúi đầu đảnh lễ, nhưng thầy vừa quay lưng là liền nói xấu chê trách đủ điều, như thế gọi là bất kính với thầy cô sư trưởng, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến quý vị sẽ không được sanh trưởng trong một gia đình dòng dõi tôn quý. Quý vị nói thử xem có nghiêm trọng hay không chứ. Vì vậy quý vị chớ nên xét nét xem ông sư phụ này là tốt hay không tốt, rồi lại sầm xì nhỏ to bàn tán. Bởi hễ nói ra tức là quý vị có lỗi rồi, sau này tất sẽ không được sanh vào nơi cao sang quyền quý. Vậy nhân duyên thứ hai dẫn tới quả báo được sanh vào nhà tôn quý là biết cung kính cha mẹ và cung kính sư trưởng. Thứ ba là cung kính lễ bái tam bảo. Ở trên có nói là do không cung kính tam bảo, không lễ bái tam bảo nên phải sanh vào nhà hạ tiện. Bây giờ nếu biết cung kính tam bảo, lễ bái tam bảo và cung kính hết thảy các bậc trưởng lão thì sẽ được sanh vào hạng tôn quý. Thứ tư là nhẫn nhục, hòa nhã, khiêm tốn, không sân hận. Nếu bị ai mắng chửi thì quý vị nên tươi tỉnh, bình thản và cần phải nhẫn nại, chớ phiền não gì cả. Còn nếu bị người ta đánh đập thì quý vị lại càng phải nhẫn nhục hơn nữa. Quý vị cần phải tu hạnh nhẫn nhục, không nên nuôi lòng sân hận và cũng đừng nổi nóng. Do đó muốn đạt được quả báo tốt không phải là chuyện dễ. Nguyên nhân thứ năm là gì? Đó là nghe kinh luật nhiều, chăm chỉ nghe kinh nghe pháp, siêng năng học tập giới luật. Do năm nguyên nhân trên mà được sanh làm người thuộc hàng tôn quý, vừa có tiền lại vừa có thế lực. Nếu quý vị hội đủ cả năm nhân tố này thì càng tốt. Còn nếu chỉ có được một nhân tố thôi thì cũng được, khỏi phải sanh vào gia đình bần cùng hạ tiện. Nói tóm lại, người ta sở dĩ được giàu sang phú quý là nhờ phước báo, do sự tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, chứ không phải là đơn thuần nội trong một đời này mà thôi đâu. Không phải trải qua nỗi khổ nơi ba đường ác nữa. Như vậy, người nào hội đủ năm nhân duyên kể trên thì sẽ được trực tiếp sanh vào những gia đình tôn quý và cũng thoát khỏi bao nỗi thống khổ trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Kinh văn: lại nữa, này Phổ Quảng, nhờ trong đời vị lai, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sát đế lợi, bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những chủng tộc, dòng họ khác, có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ một vạn biến, thì đứa trẻ mới sinh đó hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ương báo thì đều được giải trừ, lại thêm an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng tăng trưởng. Còn nếu là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thì đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: lại nữa, này Phổ Quảng, như trong đời vị lai, nơi cõi Diêm Phù Đề. Cõi Diêm Phù Đề còn có tên là Nam Thiện Bộ Châu và là một trong bốn châu thuộc Tứ Đại Bộ Châu. Con người ở Bắc Câu Lô Châu được sinh ra dưới gốc cây và người mẹ sinh nở rất dễ dàng, giống như con gà đẻ trứng vậy, không đau đớn gì cả. Khác hẳn với cõi Nam Diêm Phù Đề là người mẹ phải chịu nhiều đau đớn. Còn ở Đông Thắng, Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Châu thì người ta hoàn toàn không chú trọng đến việc sinh đẻ. Mức sinh sản ở đây rất thấp, đó là vì lòng dâm dục của con người ở hai châu này rất nhẹ, bởi dục niệm ít cho nên mức độ sinh sản cũng rất thấp. Duy chỉ có chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề là muốn con cái đông đúc, cho rằng con đàn cháu đống là tốt, mặc dù việc sinh nở vô cùng đau đớn cho người mẹ. Trong hàng sát lợi, bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những chủng tộc dòng họ khác, sát lợi hay sát đế lợi, là một dòng dõi quý tộc ở Ấn Độ. Bà La Môn cũng là dòng dõi quý tộc và được gọi là Tịnh Duệ, có nghĩa là dòng dõi thanh tịnh trong sạch.
Trưởng giả là người giàu có lớn. Ở đây trưởng giả và cư sĩ là những người có tiền của mà không có lộc vị. Vì họ không ra làm quan nên họ có phú, giàu mà không có quý, sang. Còn dòng Bà La Môn và Sát Đế Lợi thì vừa có phú, vừa có quý, lại vừa có phú. Như vậy ở đời sau, trong toàn thể nhân loại, bao gồm tất cả những người thuộc mọi quốc gia và mọi chủng tộc, giả sử có người nào mới sinh được con trai hoặc con gái ở cõi Diêm Phủ Đề của chúng ta, thì người mẹ phải chịu nhiều đau đớn khi sinh nở, lắm lúc còn nguy hiểm tới tánh mạng, đặc biệt là trong các trường hợp sanh khó như đẻ ngang, đẻ ngược. Đẻ ngang tức là đưa bé ra đời trong tư thế nằm ngang, mông đít ra trước. Còn đẻ ngược tức là đứa bé được sanh ra trong tư thế lộn ngược, hai chân ra trước. Lại có một trường hợp sanh nở khác cũng rất khó khăn, đó là một chân của đứa bé thò ra trước. Ngoài ra có trường hợp sanh khó gọi là bàn tràng, nhào quấn, tức là khi đứa bé lọt lòng thì kéo cả dạ con của người mẹ ra theo. Các trường hợp sanh khó thì rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù khó khăn trắc trở thế nào đi nữa, nếu trước khi sanh, nội trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, kinh Địa Tạng, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, đủ một vạn biến thì đứa trẻ mới sinh ra đó, hoặc trai hoặc gái, nếu đời trước có ương báo, nghiệp tội, quả báo xấu ác, thì đều được giải trừ, lại thêm an ổn, vui vẻ, dễ nuôi, thọ mạng, tăng trưởng. Còn nếu là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thì đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Giả sử đứa bé sơ sinh đó không có tội báo, được sanh ra là nhờ ở phước báo, thì đời của đứa bé đó càng được an lạc và thọ mạng càng lâu dài hơn. Cho nên cái khổ cái sướng của đời người thì không nhất định, tuổi thọ của con người cũng chẳng có gì nhất định cả. Như có người được thầy tướng số đoán là chỉ sống đến 30 tuổi, thế mà đến 40 tuổi anh ta vẫn còn sống nhăn. Vì sao? Bởi vì thọ mạng của con người thì linh động, chứ không cứng nhắc, cố định. Nếu quý vị làm việc tốt thì thọ mạng của quý vị được lâu dài hơn, còn nếu làm việc xấu thì tuổi thọ bị thu ngắn lại. Do đó hết thảy mọi việc đều không có gì là nhất định cả. Như trong kinh đã nói, một người vốn đã gây nhiều tội lỗi, sinh ra trong đời này đáng phải gánh chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng nhờ được người khác đọc tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng để trợ giúp cho, nên bao nhiêu thống khổ người ấy đáng phải nhận lãnh đều được tiêu tan. Chẳng những thế, người ấy sẽ là một đứa bé vui vẻ dễ nuôi, tuổi thọ cũng gia tăng. Từ những điều này, quý vị có thể suy biết rằng đời người chẳng có gì là nhất định, tất cả đều tùy theo cách hành xử của chính mình mà thôi. Kinh văn, lại nữa này Phổ Quảng, trong mỗi tháng, ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội thẩm định nặng nhẹ. Tất cả mọi cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không chỉ là không nghiệp, không chỉ là không tội, huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp tà dâm, vọng ngữ, trăm ngàn tội trạng. Nếu sau này trong đời vị lai có chúng sanh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật, Bồ Tát cùng chư hiển thánh mà đọc tụng kinh này một biến, thì chung quanh chỗ người đó ở, bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ, về hiện tại và vị lai trong trăm ngàn năm được vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì ngay đời hiện tại, những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn, đồ mặc lại được dư dật, lược giảm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng, lại nữa, này Phổ Quảng, trong mỗi tháng, ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là những ngày kết tập các nghiệp tội thẩm định nặng nhẹ. Mỗi tháng cứ vào 10 ngày, mùng 1, mùng 8, 14, 15 rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 là tất cả quỷ thần đều tụ họp lại để điều tra tội lỗi của chúng sanh. Cho nên 10 ngày này chính là những ngày xét xử nghiệp tội.
kết tập các nghiệp tội, tức là đắn đo cân nhắc tội lỗi của mỗi người, xét xem người này phạm bao nhiêu tội, người kia gây bao nhiêu lỗi, thẩm định nặng nhẹ, tức là đưa ra phán quyết định tội người này nặng như thế nào hoặc tội người kia nhẹ ra sao. Tất cả mọi cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề không chi là không nghiệp, không chi là không tội, huống hồ là buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, trăm ngàn tội trạng. Cử chỉ động niệm, cử tức là động và chỉ tức là tĩnh. Trong cả động lẫn tĩnh đều sanh khởi cái niệm nghĩ suy, mà những niệm này không có cái nào không là tội lỗi cả. Tất cả mọi cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề, tức Nam Thiện Bộ Châu đều là tội lỗi. Giấy động cái niệm này là nghiệp tội, giấy động cái niệm kia cũng là nghiệp tội. Không gì là không nghiệp, không gì là không tội cả. Dù cho quý vị không có hành động sát sanh hại mạng, nhưng chỉ khởi tâm động niệm dấy lên cái ý muốn sát hại thôi thì cũng đủ để tạo nghiệp tội rồi. Huống chi là lại tự ý làm càn, cố tình giết hại chúng sanh. Trộm cắp đồ vật và tà dâm đều là những hành vi bất chánh. Đối với đa số người Tây Phương thì tà dâm không phải là một vấn đề nghiêm trọng lắm. Nhưng trong kinh sách nhà Phật thì đã nói ngay từ đầu, phạm tà dâm thì mang tội rất lớn, bởi vạn ác dâm vi thủ. Trong vạn điều xấu thì dâm dục đứng hàng đầu. Vọng ngữ là nói những lời huênh hoang dối trá không thật. Trên đây chỉ kể ra một vài tội trạng đại khái như thế thôi. Nếu kê khai cho tường tận thì có đến cả trăm ngàn vạn ức. Nếu sau này trong đời vị lai, có chúng sanh nào trong 10 ngày trai này có thể đối trước hình tượng của Phật Bồ Tát cùng chư Hiền Thánh mà đọc tụng kinh này, kinh Địa Tạng một biến, thì chung quanh chỗ người đó ở, bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, trong khoảng 100 do tuần sẽ không có các tai nạn. Trai nghĩa là tịnh, tức là trai tịnh. 10 ngày trai, tức là vào những ngày này, thì chỉ ăn những thứ thanh tịnh sạch sẽ, tuyệt đối không ăn những thức ăn có mùi tanh như thịt cá và những thứ có mùi hôi nồng như hành hẹ, tỏi nén. Do tuần là đơn vị đo chiều dài của Ấn Độ và được phân làm đại, trung và tiểu do tuần. Một đại do tuần tương đương với 10-80 dặm lý, một trung do tuần là 60 dặm lý và một tiểu do tuần là 40 dặm lý. Còn ở chính nhà của người đó, hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai, trong trăm ngàn năm đều vĩnh viễn xa lìa ác đạo. Ngoài ra, tất cả những người đang sống trong nhà người tụng kinh Địa Tạng đó, bất luận là người lớn hay trẻ con, người già hay người trẻ, ngay trong đời này hoặc trăm ngàn năm về sau, sẽ thoát khỏi hẳn mọi quả báo của chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nếu trong 10 ngày trai này có thể mỗi ngày đều tụng một biến, thì ngay đời hiện tại, những người trong nhà không bị tai ương hoặc bệnh tật, đồ ăn, đồ mặc lại được dư dật. Trong suốt 10 ngày trai của mỗi tháng kể trên, nếu quý vị đều đặn tụng mỗi ngày một biến kinh Địa Tạng, thì ngay đời này có thể khiến cho gia đình của quý vị được đồ ăn, đồ mặc sung túc, không ai bị gặp chuyện rủi ro, cũng không ai bị ốm đau, bệnh hoạn. Kinh Văn. Vì thế, Phổ Quảng nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có trăm ngàn vạn ức, không thể nói hết sự đại oai thần lực, lợi ích như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề có đại nhân duyên với vị đại sĩ này. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng 3 chữ hoặc 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thì hiện tại được sự an vui thủ thắng vi diệu và trăm ngàn vạn đời vị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng: vì thế Phổ Quảng nên biết rằng Địa Tạng Bồ Tát có trăm ngàn vạn ức, không thể nói hết sự đại oai thần lực lợi ích như thế. Địa Tạng Bồ Tát Maha Tát có sức oai thần vĩ đại, có thể đem lại trăm ngàn vạn ức sự lợi ích cho chúng sanh, số nhiều đến không thể kể xiết. Đức Phật nói tiếp, chúng sanh trong cõi Diêm Phủ có đại nhân duyên với vị đại sĩ này. Tất cả chúng sanh đều có nhân duyên rất lớn với đại sĩ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quý vị thử nghĩ xem, Phật giáo Trung Hoa được truyền bá đến nước Mỹ, thì Bồ Tát Địa Tạng cũng đến theo,
và hiện giờ Ngài là bạn đồng tu của quý vị, trợ giúp quý vị trong việc tu tập. Đây quả là một nhân duyên vô cùng lớn lao. Thứ đại nhân duyên này không phải là đại nhân duyên mới kết trong đời hiện tại, mà là đại nhân duyên đã có sẵn từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Nếu những chúng sanh đó được nghe danh của Bồ Tát, thấy tượng của Bồ Tát, cho đến được nghe chừng 3 chữ hoặc 5 chữ trong kinh này, tất cả chúng sanh chúng ta đều có nhân duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên nếu chúng ta được nghe đến danh hiệu của Ngài, hoặc được thấy hình tượng của Ngài, thậm chí chỉ được nghe tới 3 tiếng kinh Địa Tạng mà thôi, thì cũng phá trừ được tam hoặc rồi. Tam hoặc là gì? Đó là 3 loại mê hoặc: thô hoặc, tế hoặc, trần sa hoặc, và cũng chính là kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc. Kiến hoặc tức là thô hoặc, tư hoặc tức là tế hoặc, vô minh hoặc chính là trần sa hoặc. Chỉ cần nghe được 3 tiếng kinh Địa Tạng thì quý vị có thể phá được 3 mối hoặc này, và cũng có thể tiêu trừ được 3 mối chướng ngại: nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghe giảng đến đây thì thế nào cũng có người thắc mắc: tôi đã nghe kinh, nghe kệ lâu lắm rồi, nhiều lắm rồi, nhưng vẫn chưa dẹp trừ được mối chướng ngại nào cả. Tôi vẫn còn nhiều phiền não, tánh tình vẫn còn nóng nảy, vẫn chưa chứng nào tật nấy như hồi chưa hề nghe kinh vậy. Tôi cảm thấy các tướng của mình, các chướng ngại của mình vẫn còn nguyên vẹn. Nếu quý vị cảm thấy các chướng ngại của mình chưa được tiêu trừ, đó là dấu hiệu cho thấy rằng quý vị có ý muốn trừ khử chúng. Bởi nếu quý vị cảm thấy chưa muốn tiêu trừ chúng, tức là quý vị hoàn toàn không biết rằng mình có nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng hay không. Trước kia, lúc còn phiền não chướng, quý vị coi phiền não như là báu vật vậy, không hề có ý muốn vứt bỏ. Thế mà bây giờ quý vị cảm thấy không bị mất mát. Như vậy tức là quý vị đã bắt đầu không còn phiền não nữa rồi. Ngoài ra, nghe được 3 chữ trong kinh Địa Tạng, quý vị có thể thành tựu được tam trí, đạo chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí, và cũng có thể chứng được tam đức, pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Lại nữa, nếu quý vị được nghe chừng 5 chữ của kinh Địa Tạng thì có thể phá được 5 chỗ trụ phiền não, ngũ trụ phiền não của mình. 5 chỗ trụ phiền não là gì? Đó là: một, chỗ trụ phiền não do cái thấy sanh yêu thích, kiến ái trụ phiền não, do kiến cái thấy mà nảy sanh lòng yêu thích, ái tâm, thấy cái gì thì sanh tâm yêu thích và chấp trước vào cái đó. 2, chỗ trụ phiền não do dục vọng sanh yêu thích, dục ái trụ phiền não, thế có dục vọng là có phiền não. Do vậy, có yêu thích là có phiền não, nếu không có yêu thì cũng không có ghét. Và như thế thì sẽ không có phiền não, đó là vô ái, vô tằng, vô phiền não. 3. Chỗ trụ phiền não do sắc trần sanh yêu thích, sắc ái trụ phiền não. Sắc ái trụ là đối với sắc trần còn sanh tâm chấp trước. 4. Chỗ trụ phiền não do vô sắc trần sanh yêu thích, vô sắc ái trụ phiền não. Sanh đến cõi trời vô sắc giới thiên thì vẫn còn một thứ phiền não, vô sắc ái trụ phiền não. 5. Chỗ trụ phiền não do vô minh trụ phiền não. Nếu được nghe kinh Địa Tạng thì có thể phá 5 chỗ trụ phiền não, ngũ trụ phiền não, ra khỏi 5 ngả luân hồi. Luân hồi vốn có 6 ngả, nhưng vì loài Atula ở tản mát trong các ngả đường kia, cho nên nói là 5 ngả luân hồi, ngũ đạo. Lại có thể vun trồng ngũ căn, rồi từ ngũ căn mà sinh trưởng ngũ lục. Từ ngũ căn tức là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Tín, tấn, niệm, định, huệ, ngũ lực là gồm có tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Quý vị nghe kinh Địa Tạng lại cũng có thể thành tựu được ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân là gì? Đó là giới, định huệ, giải thoát và giải thoát trí kiến. Một khi ngay cả trí kiến cũng giải thoát được rồi thì có thể đắc ngũ phần pháp thân này. Hoặc một bài kệ hay một câu, nếu nghe và thâm nhập được các đạo lý của một bài kệ thì có thể nhất môn siêu xuất, bước vào con đường trang nghiêm, kỳ diệu. Nếu lãnh hội được đạo lý của một câu kinh thì quý vị có thể nhất tánh viên minh, tánh hải tròn sáng viên dung. Những đạo lý này ý nghĩa rất rộng dài, có rất nhiều điều cần phải giải thích. Cho nên tôi chỉ nêu ra những danh từ để quý vị nghe cho biết thôi, khi nào có cơ hội thì tôi sẽ giảng cặn kẽ hơn.
thì hiện tại được sự an vui thủ thắng vi diệu và trong ngàn vạn đời về vị lai thường được đoan chánh sanh vào nhà tôn quý. Ngay trong đời hiện tại, quý vị sẽ được hưởng sự yên vui, sung sướng lạ thường. Chẳng những như thế mà ngay cả về sau, trong suốt cả trăm ngàn vạn đời, quý vị sẽ luôn luôn có được tướng mạo đoan chánh, trang nghiêm. Có rất nhiều người tướng mạo không được đoan chánh. Không đoan chánh tức là những trường hợp có đầu như đầu khỉ, mặt như mặt ngựa, mắt như mắt chuột. Người Trung Hoa có câu nói, đầu thỏ mắt rắn, tai chuột bá ưng, thố đầu xà nhãn, thử nhĩ ưng tai. Có nghĩa là người mà đầu có hình thù giống như đầu thỏ, mắt như mắt rắn, tai giống tai chuột, má giống má của chim ưng. Những người như thế là có tướng mạo không đoan chánh. Còn người mà có nhiều tướng xúc sanh tập trung lại, biến thành một cái tướng mạo thì đó là không tốt, không đoan chánh. Như thế nhờ được nghe tới kinh Địa Tạng mà đời sau tướng mạo của quý vị sẽ được đoan chánh và được sanh trưởng trong những gia đình. Nếu không là quan quyền chức tước thì cũng là phú hộ giàu có. Ở đây nói tới quan quyền phú hộ thì đó chẳng phải là một thứ chủ nghĩa phong kiến sao? Không hẳn như thế. Những người giàu sang phú quý đề cập ở đây là những người có đức hạnh. Nhờ có đức hạnh mới được giàu sang. Những người không có đức hạnh thì bị bần cùng hạ tiện. Và đó là do họ đã từng chê bai hủy báng tam bảo. Còn những người có đức hạnh thì được sanh vào nhà tôn quý. Kinh văn. Lúc đó Bồ Tát Phổ Quảng nghe Đức Phật Như Lai xưng dương tán thán Bồ Tát Địa Tạng xong, liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có thần lực không thể nghĩ bàn cùng đại thệ nguyện lực như thế rồi. Sau vì muốn cho chúng sanh đời sau rõ biết sự lợi ích nên con mới thỉnh vấn Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính lãnh thọ. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho còn lưu hành rộng rãi như thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng, kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Do vị Bồ Tát này từ thuở kiếp lâu xa đến nay tưởng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà lưu hành rộng ra. Ngài Phổ Quảng nghe xong liền cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Lược giảng. Lúc đó Bồ Tát Phổ Quảng nghe Đức Phật Như Lai xưng dương tán thán Bồ Tát Địa Tạng xong liền quỳ xuống. Hồ quỵ, có kinh viết là hỗ quỵ, tức là tư thế hữu tất trước địa, đầu gối chân phải quỵ xuống sát đất, gối trái không quỳ. Chúng ta bây giờ quỳ cả hai đầu gối xuống đất mà tụng kinh, tư thế này gọi là trường quỵ, quỵ dài. Trường quỵ thì không đến nỗi khó khăn lắm, hồ quỵ thì tương đối khó khăn hơn, do Đức Phật cho phép người nữ được trường quỵ, còn người nam thì phải hồ quỵ. Hiện nay Phật giáo tiểu thừa ở Thái Lan, Miến Điện, khi tân tỷ kheo gặp lão tỷ kheo đều phải hồ quỵ, đầu gối chân phải quỳ xuống chạm đất, còn sa di trông thấy tỷ kheo thì không được ngước nhìn mà phải cúi đầu xuống. Theo lệ, trong khi hồ quỵ thì đầu phải cúi thấp, không được tùy tiện nhìn ngó bậc trưởng lão. Bất luận là nam hay nữ, tất cả đều phải như vậy, không được nhìn ngó đăm đăm. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Quảng quỳ xuống, rồi cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã biết vị đại sĩ này có thần lực không thể nghĩ bàn cùng đại thệ nguyện lực như thế rồi. Song vì muốn cho chúng sanh đời sau rõ biết sự lợi ích nên con mới thỉnh vấn Đức Như Lai. Còn này, bạch hỏi Phật chính là vì muốn giáo hóa chúng sanh trong đời vị lai, làm cho tất cả đều biết đến lợi ích do Địa Tạng Vương Bồ Tát bố thí. Vâng, con xin cung kính lãnh thọ, nay còn khao khát mong được nghe lời giáo huấn của Phật. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu hành rộng ra như thế nào? Đức Thế Tôn định cho con cùng các Bồ Tát khác lưu thông phân bố bộ kinh Địa Tạng này như thế nào? Thế nào gọi là lưu hành rộng ra? Nếu bây giờ chúng ta đem bộ kinh này in ra thành nhiều bản rồi đem phổ biến khắp nơi để cho mọi người đều biết đến thì gọi là lưu hành rộng ra vậy. Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng, kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng bộ kinh này có ba danh hiệu, một
Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh nghĩa là bộ kinh nói về nguyện lực vốn sẵn có từ trước của Địa Tạng Bồ Tát. 2. Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, đây là tên thứ hai của bộ kinh và có nghĩa là kinh nói về hạnh lực tu hành từ trước của Địa Tạng Vương Bồ Tát. 3. Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh, đây là tên thứ ba của bộ kinh và có nghĩa là kinh nói về thệ nguyện lực mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát trước đây. Do vì Bồ Tát này thuở kiếp lâu xa đến nay từng phát đại trọng nguyện làm lợi ích cho chúng sanh. Tại sao bộ kinh này có những danh hiệu như trên? Bởi vì từ rất lâu xa về trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã lập trọng thệ nguyện rộng lớn, muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Vì thế tôi nói cho quý vị biết, thực hành Bồ Tát Đạo tức là việc gì có lợi cho chúng sanh thì mình cần phải làm, còn việc gì có hại cho chúng sanh thì mình dứt khoát không nên làm. Nếu gặp việc hữu ích thì cho dẫu có kẻ cần đến cái đầu của mình cũng sẵn sàng tặng cho họ. Trái lại, nếu là việc có hại cho kẻ khác thì xin chỉ một sợi lông mình cũng tuyệt đối không cho. Cho nên chúng ta cần phải theo đúng nguyện lực mà làm. Đức Phật dạy tiếp, cho nên các ông phải y theo tâm nguyện mà tu hành rộng ra. Các ông phải y theo nguyện lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát để lưu hành, truyền bá rộng rãi bộ kinh Địa Tạng, đồng thời cũng y theo nguyện lực của riêng mỗi vị Bồ Tát trong các ông mà lưu thông phân bố bộ kinh này đến khắp nơi. Ngài Phổ Quảng nghe xong, liền cung kính chắp tay, làm lễ mà lui ra. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dứt lời, Bồ Tát Phổ Quảng bèn chắp tay, mắt hướng nhìn về phía Đức Phật mà cung kính đảnh lễ, rồi đứng sang một bên. Hay phẩm thứ 6.